mình chấp thủ, mình bảo là người này là của tôi, cho nên là cái niềm vui của người này cũng là niềm vui của tôi, cái nỗi khổ của người này cũng là nỗi khổ của tôi. Ngày xưa, ngày thời thường, ông San Đạt, lúc mà từ Thái tử Tất Đạt Đa đi tu là ai là cái người đánh xe ngựa nhiều không? Ngựa Kiền Trắc hay San Đạt, San Đạt là người đánh ngựa. Sau này ông San Đạt ông cũng đi xuất gia, ông đi xuất gia nhưng mà ông ấy rất là ương bướng, ông không có chịu nghe lời ai hết, ai mà khuyên dạy ông một cái điều gì tốt ấy, ông bảo này thôi đi, không có tôi thì làm gì có Đức Phật. Chính tôi là cái người mà đã đánh xe ngựa đưa Đức Phật đi, cho nên là Đức Phật là của tôi, pháp này là pháp của chúng tôi, giáo pháp này là của chúng tôi, không có tôi thì không, Phật không đi xuất gia, không thành Phật được thì sẽ không có giáo pháp này, thì sẽ không có các vị, thế là nói các vị tỳ kheo như vậy. Cho nên là Đức Phật là Đức Phật của chúng tôi, giáo pháp là giáo pháp của chúng tôi. Còn ngay cả đến ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên cũng chỉ là những bông hoa lở muộn. Ông Sa Đạt lúc nào ông nói thế, ông chấp thủ đây là Phật của tôi, pháp của tôi. Đấy là một cái tâm chấp thủ, cho nên là trong suốt mấy chục năm đầu tu nó không có đắc được cái gì hết, không có cái tâm chấp thủ cái pháp. Cho đến tận khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới dặn ngài A Nan là khi mà ta chết thì phải hành cái pháp tịnh đàn đối với này Chanda Sa Đạt này. Tịnh đàn có nghĩa là cho tất cả mọi người không được nói chuyện với cái vị đấy, vị đó mà đến nói chuyện với ai thì bỏ bẵng ngoảnh đi chỗ khác, không thèm nói chuyện, không thèm nói chuyện đến, cho tất cả mọi người là giữ cái thái độ lạnh lùng với vị đấy. Và cho đến khi mà mọi người phải thực hành cái pháp đó, khi mà được cái tôn nhập diệt rồi, Sa Đạt đi đến chỗ nào người ta cũng nặng người ta bỏ đi, người ta không thèm nói chuyện, không tiếp xúc, nên là ngày không còn ai để nói chuyện, ông mới chịu ngồi ông tu. Thì lúc đấy ông mới đến nhờ ngài A Nan dạy pháp tu, và một thời gian rất ngắn là chứng được quả A La Hán. Nếu mà còn chấp thủ đấy nó không có tu được. Nhớ bạn bè, những người quen biết thì là niệm gì? Mình nhớ những người bạn của mình, có ai có bạn thân không? Bạn thân mà mình có nhớ không? Ai nhớ gần thương không? Ngày xưa thì nhớ nhau thì viết thư, viết thư để thăm hỏi. Bây giờ nhớ nhau thì làm gì? Thì có nhắn tin trên Zalo. Nhớ đi kèm với từ bi hỷ xả thì là tránh, mà nhớ đi kèm với tham ái chấp thủ là tà. Để cả bạn bè cũng thế. Nhớ đến những người nổi tiếng thì tránh hay tà. Tâm mình có hay nhớ đến những người nổi tiếng không? Có những người mình chưa biết mặt nhưng mà hình ảnh người ta luôn ở trong tâm mình là làm sao? Tại vì người đến nổi tiếng quá. Bây giờ ai là người đang nổi tiếng? Ai là cái người nổi tiếng? Nổi tiếng về mỗi người ưa thích, những người ưa thích thể thao thì thích những cái người giỏi thể thao, những người ưa thích chính trị thì nhớ đến những người giỏi về chính trị, những người ưa thích về văn học thì nhớ những nhà văn, những người ưa thích về võ thuật thì nhớ đến những cái võ sĩ. Đấy là những người nổi tiếng. Mà mình luôn nhớ đến những người đó thì là tránh hay tà? Nhớ những người đó tránh hay tà? Đức Phật có nổi tiếng không? Có nổi tiếng. Mình có nhớ Đức Phật không? Tránh hay tà? Vậy thì nhớ đi kèm với trí là tránh, mà nhớ đi kèm với si là tà. Có cái nỗi nhớ nó có trí, có nỗi nhớ thì nó không có trí. Thế nào là nhớ mà đi kèm với trí? Nỗi nhớ mà đi kèm với trí là mình có sự hiểu biết về người đó nổi tiếng, cái người nổi tiếng đó có công đức gì cao thượng, có trí tuệ gì cao thượng. Mình nhớ đến cái người ta mình phải có cái trí tuệ, mình biết người ta làm cái công đức gì cao thượng, trí tuệ gì cao thượng. Hay là mình nhớ đến cái người đấy suốt ngày đánh nhau bịch giết bao nhiêu người thì có công đức gì không, trí tuệ gì không? Nhớ đến người công đức có trí tuệ
nhớ đến công đức và nhớ đến trí tuệ của cái vị đó thì mới có chánh niệm. Khi nhớ đến những cái bất thiện của vị đó thì có chánh niệm không? Những cái vị đó làm những cái việc bất thiện, vị đó đi ăn trộm rất là giỏi, vị đó có võ nghệ rất là cao, đánh nhau không biết thua ai là gì. Thì nhớ thế, có cái trí tuệ để biết vì nó có công đức hay có trí tuệ gì. Thế nào mà tưởng nhớ mà đi kèm với si, tưởng nhớ mà đi kèm với si này. Là tưởng nhớ mà không hiểu gì về cái người đó, thấy người ta ca ngợi những người này thì mình cũng ca ngợi theo, người ta khen ai mình khen theo, người ta chê ai mình chê theo, thì đấy là tưởng nhớ mà không có si, mà đi kèm với si nữa. Người đó không có công đức cũng không có trí tuệ gì cả, cái người đó không có công đức có trí tuệ gì hết mà mình cũng ghi nhớ, hoặc người đó không có thật, hoặc là những cái vật nhân vật như mình tưởng nhớ trí phèo thì nợ thì có thật không, những nhân vật không có thật hoặc mà tưởng nhớ đến nhiều cái câu chuyện sân tinh thủy tinh ấy có thật không, trong dân gian có nhiều cái câu chuyện, có câu chuyện thì có thật mà cũng có câu chuyện không có thật. Hoặc người đó còn tham sân si nhưng lại được thế gian tôn xưng là thần thánh, bất thiện tham sân si mà đến lúc chết lại được phong thần phong thánh, mà mình cứ tôn sùng tưởng nhớ người đó thì nó cũng là tà niệm. Nếu mà đi kèm với si, đi kèm với si thì là tà niệm. Nhớ ơn những người đã giúp mình thì có phải chánh niệm hay tà niệm? Có ai đã từng giúp đỡ mình không? Chẳng là mình có nhớ ơn người đó không? Mình có trả ơn người đó không? Nhớ ơn ai là cái người có ơn với mình nhiều? Cha mẹ có ơn, có khi bạn bè, có khi cả những cái người mình không quen biết người ta cũng giúp mình, nhớ ơn ngoài. Nhớ ơn mà đi kèm với trí tuệ thì mới là chánh, còn nhớ ơn mà đi kèm với tâm si nó cũng là tà. Ngay cả đôi khi có những cái ơn mà không phải là cái sự nhớ ơn nào nó cũng là trí hết, có cái nhớ ơn nó vẫn là tà. Thế nào là nhớ ơn mà đi kèm với trí này? Nhớ ơn mà đi kèm với trí tuệ này. Nhớ ơn đi kèm với hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Người này đã giúp đỡ ta, hoặc ta đã giúp đỡ người này. Cái nghiệp của người này giúp ta, họ đang tạo nghiệp. Bây giờ người ta cho mình, mình đang khó khăn, người ta đến người ta cho mình. Thì cái người cho mình có công đức không? Họ công đức quá đi chứ sao? Mình mà được người ta cho đấy có phải ngẫu nhiên không? Cũng là có cái quả thiện nó trổ ấy. Vậy thì cái người đấy nhỉ? Cái người nhớ ơn cũng phải có cái tâm, nó cũng phải có cái trí tuệ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp nữa. Thì mình mới không rơi vào cái trạng thái đó là mình bị dính mắc vào cái chuyện đó, bị dính mắc vào cái chuyện ân nghĩa. Thì giờ mình giúp ai được một cái gì, mình làm ơn giúp ai được cái gì đó, mình kể công kể nể kể đủ mọi thứ, hoặc là ai đó giúp mình một cái thì mình lúc nào cũng thấy như là mình mắc nợ. Thì hai cái tâm đấy nó có an không? Hai điều bất an. Vậy thì cái người nào mà có cái trí tuệ hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp thì cái người đó nó sẽ với là người có trí hơn. Đôi khi mình không trả được ơn thì có no. Không trả được ơn không sao, nghiệp đâu
Một cái người làm tốt thì nó vẫn còn đấy, sau này người ta sẽ hưởng phước. Chứ có ai phải ai trả được hết ơn đâu. Thế nào là nhớ ơn mà đi kèm với tâm si? Nhớ ơn mà đi kèm với tâm si này. Nhớ ơn mà không hiểu về quả của nghiệp, nhân và nghiệp quả. Ví dụ người này đã giúp đỡ ta, ta đã mắc nợ người này. Thì mẹ thấy ai giúp đỡ cái gì một cái là mình cứ coi như mình đã bị mắc nợ ngoài. Ta đã giúp đỡ người này mắc nợ ta. Như thế thì có phải là trần gian này lúc nào nó cũng chỉ có cái duyên nợ với nhau không? Lúc nào mình thấy mình nợ người này, người kia nợ mình. Vậy nó có mệt không? Mệt quá. Nợ người này biết làm sao để trả đây. Người kia nợ mình làm sao bắt người ta phải trả đây. Vậy cho nên là khi mà giúp một người khác thì mình cũng phải hiểu rằng đấy là mình đang tạo thiện nghiệp. Và cái người được giúp đấy thì mình nghĩ là đó là cái người đấy người ta có cái phước được hưởng. Hoặc là có cái người nào giúp mình cũng biết mình cũng biết đấy là việc tốt, mình cũng biết là người đó tạo được thiện nghiệp. Mình cũng biết rằng là đây là cũng là một cái quả thiện của mình nó trổ nữa. Nó đều có cả ở trong đấy. Cho nên là cái người mà người ta không biết được khi sống thì người ta trả, sống mà trả mà không được thì chết người ta dâng nhiều lễ vật thì người ta cúng bái trả ơn đấy, trả ơn cha mẹ chết rồi cứ đến ngày giỗ là bắt đầu là giết heo bò lợn gà lên dâng lên cúng trả ơn, trả ơn cả khi sống khi chết. Mình sợ bây giờ không trả ơn được, sống không trả ơn được phải chết phải trả ơn cũng ba cái đấy. Đấy, niệm như thế, niệm Phật là như thế nào? Giờ mình nói đến niệm tiếp, là cái trái niệm về niệm Phật này. Niệm Phật là tưởng nhớ đến đức hạnh và trí tuệ của Phật, đấy là niệm Phật. Đôi khi mình đã đọc những cái cuốn sách nói về lịch sử Đức Phật ấy. Đọc xong rồi mình cứ ngồi mình tư duy lại cái con đường sự nghiệp, cái sự tu hành, sự đắc đạo, sự hoằng pháp của Đức Phật. Và mình cứ ngồi mình suy tưởng, suy tư như vậy thì có phải là niệm Phật không? Đấy nó cũng là niệm Phật. Niệm Phật khi mình ngồi mình suy tư ấy, mình suy tư về Đức Phật ấy. Thái tử Tất Đạt Đa sinh ở dưới gốc cây Bồ Đề, rồi lớn lên ngày nhận thấy bốn tướng khổ sinh ra bệnh chết, rồi bắt đầu ngài đi xuất gia, thế khi mà thành Phật rồi bắt đầu ngài mới hoằng pháp nữ sinh cứu độ chúng sinh thoát khổ đau sinh tử. Mình biết luôn là ngài là một cái bậc có trí tuệ, giác ngộ được sự thật, giác ngộ được chân lý. Ngài đã diệt trừ hết tham sân si, ngài đã tận diệt hết khổ đau sinh tử, mà ngài có làm thầy của trời người dẫn dắt tất cả chúng sinh muôn loài đến an vui hạnh phúc. Cứ ngồi tưởng nhớ như vậy thì đấy nó cũng là niệm Phật. Tưởng nhớ đến đức hạnh trí tuệ của Phật để làm gì? Bây giờ bảo hãy niệm Phật đi, tưởng nhớ đến đức hạnh trí tuệ của Phật đi. Có người người ta lại hỏi lại, tưởng nhớ đức hạnh trí tuệ của Phật để làm gì? Thì mình bảo làm sao? Làm sao vậy? Bây giờ về bảo những người thân hãy niệm Phật đi. Người ta bảo niệm Phật làm sao? Niệm Phật là tưởng nhớ đức hạnh và trí tuệ của Phật. Người ta bảo thế tưởng nhớ đức hạnh trí tuệ của Phật để làm cái gì? Để làm cái tấm gương mà nói theo. Nói theo cái đức hạnh đấy, nói theo cái trí tuệ đấy. Thế niệm pháp là niệm như thế nào? Là tưởng nhớ đến cái sự cao thượng của giáo pháp. Thế niệm pháp giờ mình ngồi mình tưởng nhớ đến những cái bài pháp mà Đức Phật thuyết giảng ấy, pháp tứ thánh đế, pháp thập nhị nhân duyên, pháp năm uẩn, pháp về giữ giới, pháp về hành thiền, chỉ thiền quán, rất nhiều những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng đó. Bây giờ đấy là tưởng nhớ đến cái sự cao thượng của giáo pháp, tưởng nhớ đến những bài kinh, những bài pháp đấy. Thì nó đều là niệm pháp. Tưởng nhớ đến sự cao thượng của giáo pháp để làm gì? Để tinh tấn thực hành theo. Tưởng nhớ đến giáo pháp thì mình mới tinh tấn thực hành.
tưởng nhớ đến Phật thì mình có niềm hoan hỷ với những cái đức hạnh của Phật để mình noi theo, tưởng nhớ đến Pháp thì mình hoan hỷ với cái sự cao thượng của đạo Pháp, để mình sẽ tinh tấn mình thực hành, mình thực hành theo cái giáo Pháp đó. Nên là mình cần phải có một cái kiến thức rất là sâu rộng về Phật Pháp để nó có được cái niệm luôn luôn, nó có được cái chánh niệm. Cái người nào mà không có cái kiến thức về Phật Pháp thì người đó sẽ có rất ít chánh niệm, mà cái tà niệm thì nhiều, cái tạp niệm rất là nhiều. Nên nghe Pháp là phải như đói được ăn, như khát được uống. Có nghe Pháp như gọi là cơm thiền sữa Pháp, hành thiền giống như là như đói mà được ăn, còn mỗi khi nghe Pháp này giống như khát được uống ấy. Có hai cái mà cần trong cái giáo Pháp ấy. Thiền sự tác mình tưởng nhớ đến giáo Pháp như vậy. Đức Phật dạy là một người cần phải nghe Pháp đúng thời, hành thiền chỉ đúng thời, hành thiền quán đúng thời, người đấy sẽ đi đến Niết Bàn. Tưởng nhớ đến giáo Pháp là mình siêng năng học Pháp, siêng năng nghe Pháp và siêng năng nghiên cứu về Pháp. Niệm tăng, niệm Phật, niệm Pháp phải đến niệm tăng. Niệm tăng là như thế nào? Là tưởng nhớ đến đức hạnh của chư tăng, tưởng nhớ đến đức hạnh của chư tăng thì đó là niệm tăng. Mình cứ nhớ một cái vị tăng nào đấy thì có phải là niệm tăng không? Không phải niệm tăng ha. Mình phải nhớ đến các cái ân đức của chư tăng. Niệm tăng để làm gì? Niệm tăng là để noi theo tu tập. Niệm tăng ví dụ các cái ân đức của chư tăng nhớ không? Diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, ứng ý hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Thế nên là niệm tăng. Niệm thí là như thế nào? Thí là tưởng nhớ đến cái phước bố thí. Nên khi mà mình làm việc phước bố thí cúng dường xong là mình luôn luôn tưởng nhớ đến cái việc đấy, thì đấy là niệm thí, tưởng nhớ đến cái phước thiện bố thí. Niệm thí để làm gì? Bây giờ có người dạy mình là này, làm việc phước, làm việc thiện và bố thí xong rồi thì quên nó đi, nhớ đến làm gì? Nhớ đến thì suốt ngày kể công hả? Suốt ngày kể nể công lao hả? Tôi đã cho ông cái này rồi đấy nhé. Ngày xưa tôi cho cái này, cho ai cái gì mình có hay kể vậy không? Thì khi mà mình cho ai mình cứ kể như mình cứ kể cho người đó như vậy thì có phải là niệm thí không? Mình luôn luôn ghi nhớ, mình cho ai thì mình luôn luôn ghi nhớ, mình luôn luôn nhắc nhở cho người đó phải nhớ. Đừng có quên nhá, tôi cho cái này rồi nhá, đừng có quên, đừng quên cái công ơn của tôi nhá. Thì cái đấy nó không phải là niệm thí, mà là niệm thí chính là niệm cái tâm xả của mình, niệm cái tâm xả thí của mình. Nên thật hoan hỷ thay cho ta, thật hạnh phúc thay cho ta, mọi người thì có tham lam bọn sẻn mà ta thì đã vượt ra ngoài cái tham lam bọn sẻn. Đấy là niệm cái sự mà mình chiến thắng được cái lòng tham bọn sẻn ấy. Chứ không phải là niệm là ghi nhớ là mình cho người này rồi, sau này mình muốn cái gì là người đó phải cho lại mình, người đó phải biết ơn mình, người đó phải báo ơn mình. Cái đấy nó không phải là niệm thí. Niệm thí là mình niệm đến cái tâm cởi mở của mình, cái tâm xả thí của mình ấy. Mình đã bố thí với một cái tấm lòng rộng mở, đấy là cái với một cái tâm, với một cái bàn tay rộng mở mà sẵn sàng bố thí khi có cơ hội là sẵn sàng bố thí. Hoặc là mình mong có người khác đến yêu cầu, tức là mong có người đến xin để tiếp tục bố thí nữa. Đấy là niệm thí, chứ không phải là mình cứ niệm thí. Người ta đã cho người này, ta đã cho người này, người này sẽ phải nhớ ơn ta, người này phải biết ơn ta, người này phải đền ơn ta. Đấy nó không phải niệm thí. Mà niệm thí là ta đã chiến thắng được lòng tham, ta đã chiến thắng được lòng bòn sẻn, ta đã chiến thắng được sự ích kỷ, ta thật đã làm được cái việc khó làm. Đấy là niệm thí.
thiện thí để hoan hỷ với phước thiện bố thí. Thế mình hoan hỷ với cái phước thiện bố thí này, ta mong cầu thành Phật, ta sẽ thành Phật. Ta mong cầu được thành độc giác Phật hay mong cầu thành chứng đắc Niết Bàn, ta sẽ chứng đắc Niết Bàn. Đấy là nhờ cái phước bố thí này. Mình mong muốn điều gì thì nó thành tựu được điều đó. Đấy, mình hoan hỷ là hoan hỷ với này, cái phước thiện ở tương lai mình sẽ gặt hái lại được. Còn cái người ta không có hiểu giáo pháp thì người ta mong cầu cái người mà nhận thí này phải đến đáp lại. Niệm giới là làm sao? Niệm giới là tưởng niệm đến sự giữ giới trong sạch. Bây giờ mình niệm giới và tôi việc này tôi giữ giới, tôi không có uống rượu. Hôm qua tôi giữ giới, bắt con trai giới, không ăn, nhịn ăn được một ngày một đêm, nhịn ăn được một, chỉ ăn có một ngày ăn một bữa, niệm giới. Thì cái tưởng niệm đến cái sự giữ gìn giới trong sạch, và mình tham ái chấp thủ vào cái niệm cái sự giữ giới đấy, thì đây nó không phải là niệm giới, mà tưởng niệm đến cái sự giữ gìn giới trong sạch của mình. Thì lúc đấy mình cái người niệm giới phải thật may mắn cho ta, quả thật là những cái giới mà ta đang giữ gìn ấy không có bị không có bị đứt, không có bị bụi nát, không có bị ô nhiễm. Đấy là cái niệm giới. Thì có nghĩa là lúc nào mình cũng tưởng niệm là những cái giới quả thật, những cái giới mà ta đang giữ gìn đây luôn luôn được thanh tịnh. Quả thật ta đang giữ gìn giới một cách thanh tịnh, những giới này không bị đứt, không bị bụi nát, không bị nhiễm ô. Để mình hoan hỉ với cái sự giữ giới trong sạch của mình, thì đấy gọi là niệm giới. Còn nếu như mình nhớ phạm giới rồi sao? Thì lúc đấy thì niệm sao? Thì phải khởi lên cái tâm tàn quý, thật là hổ thẹn, thật là ghê sợ cái điều tội lỗi này. Lúc đấy mình phải niệm đến cái sự sám hối, sám hối những cái thân nghiệp, cầu nghiệp, ý nghiệp này, để ngăn ngừa, ta sẽ cố gắng ngăn ngừa không để vi phạm về sau. Cái giới này vô tình hoặc cố ý ta đã phạm phải thì ta sẽ cố gắng ngăn ngừa không để vi phạm về sau. Mình có cái tâm ngăn ngừa như vậy thì lúc đấy cái giới nó sẽ trong sạch trở lại. Niệm giới để làm gì? Niệm giới để ngăn ngừa những tội lỗi ở trong tương lai, ngăn ngừa những cái lỗi lầm ở trong tương lai. Niệm hơi thở là làm sao? Niệm hơi thở có ý nghĩa gì không? Niệm những cái kia nó có ý nghĩa rõ ràng ha. Còn niệm hơi thở này có ý nghĩa gì không? Niệm hơi thở là nhận biết hơi thở vào ra ở mũi, phải không? Ai hành thiền thì mình cũng sẽ niệm cái này, nhận biết hơi thở vào ra. Nhưng mà nhận biết hơi thở để làm gì? Mình có biết là nhận biết hơi thở để làm gì không? Tại sao có người người ta không chịu hành thiền, bảo người ta hành thiền đâu, hành thiền người ta đâu có biết là hành thiền để làm gì đâu. Đấy là người ta không chịu hành. Để cho tâm định tĩnh không có tán loạn. Thế này, định tâm này để cho tâm nó được định tĩnh. Bình thường cái tâm của mình nó rất là hay tán loạn. Thế nên bây giờ muốn cho cái tâm định tĩnh thì mình cần phải hành thiền cho tâm nó định tĩnh đã. Khi tâm có nhiều dục tham thì phải niệm cái gì? Tâm mà nó khởi lên cái tâm tham ái nhiều thì niệm đến cái gì? Thì nó hết. Niệm đến cái xác chết bất tịnh thì nó hết. Niệm đến cái xác chết Niệm xác chết là làm sao? Là tưởng nhớ đến xác chết mà mình đã từng thực thấy. Mình có niệm xác chết, mình nhắm mắt lại mình hồi tưởng cái xác chết, cái xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Nên là tưởng nhớ đến cái xác chết. Khi mình tưởng nhớ đến xác chết thì cái tâm là gây gớm kinh cảnh. Nó gây gớm nó kinh cảnh vì nó thấy cái thân là ô uế, thấy cái thân là bất tịnh. Thì lúc đấy nó còn khởi lên được cái tâm tham nữa, dục tham tham ái đến mắt nó hết cái tâm nữa. Niệm xác chết để làm gì? Để đoạn trừ dục tham. Khi tâm khởi lên tức bực sân hận thì nên niệm cái gì?
tâm mà tức bực sân hận thì phải niệm đến tâm từ. Tâm từ, niệm tâm từ là làm sao? Niệm tâm từ là cầu mong cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Niệm tâm từ để làm gì? Để diệt trừ sân hận. Khi tâm tán loạn, mông lung khởi lên thì phải làm gì? Thì niệm cái gì? Lúc mình ngồi mà tâm nó cứ tạp niệm, nó cứ tán loạn, nó cứ nghĩ chuyện này, chuyện kia đấy, thì nó cái niệm cái gì? Thì niệm hơi thở vào ra. Lúc mà cái tâm nó tạp niệm, tán loạn thì niệm hơi thở vào ra. Niệm hơi thở vào ra để làm gì? Để cho tâm nó được bình tĩnh, không tán loạn. Một người ưa phân tích những pháp cao siêu thì nên niệm cái gì? Cái người này thì phải cho niệm một cái pháp rất là cao siêu, đó là niệm tứ đại, đất nước mưa gió, thân này chỉ là tứ đại. Niệm tứ đại để làm gì? Tứ đại để làm gì? Đã có ai niệm tứ đại chưa? Cái thân tứ đại, thọ mạng không dài, sống chết nay mai, sự đời là vậy. Cứ niệm như vậy nó cũng thức tỉnh ra mà. Để giác ngộ ra sự thật, cái thân này không phải là ta, không phải là của ta. Tại vì mình hay chấp trước cái thân này, mình nói cái thân này là của tôi, thân này là tôi, thân này là của tôi, thân này là tự ngã của tôi, ai đụng vào tôi chết với tôi. Đấy. Cái thân. Cho nên là vì nó có cái sự chấp trước như vậy, tham ái như vậy, cái thân người kia cũng là của tôi. Có cái chấp bài học, mình thấp chấp cái thân này là của tôi rồi, nhưng mà mình có chấp cái thân người khác là của tôi nữa không? Nó có cái chấp cả cái thân bên trong, nhưng mà đôi khi nó chấp cả cái thân bên ngoài. Vậy cái chấp cái thân bên ngoài nó mạnh hay chấp cái thân bên trong này nó mạnh? Chấp cái thân nào nó mạnh hơn? Đôi khi tôi liều chết để tôi bảo vệ người kia, thì lúc đấy là cái thân nào mạnh hơn? Cái thân kia mạnh hơn. Biết anh hùng đã từng hy sinh để bảo vệ ai chưa? Thì đấy là mình chấp cái thân nào. Nhưng mà cái người mà giác ngộ là thì chẳng có gì là của tôi nữa này. Khi tâm lười biếng khởi lên thì phải niệm cái gì? Phải niệm về sự chết. Đôi khi có cái tâm lười biếng, tâm mà nó ăn này nó cứ muốn, nó muốn ngủ xong rồi nó muốn dạo chơi, nó muốn ăn ngon, nó muốn ngủ nhiều, nó muốn đi lang thang, nó muốn đi giải trí, nó muốn đi rèn luyện sức khỏe, nó muốn đi du chơi chỗ này chỗ kia, chỗ vui chỗ tham gia những cái chuyện vui chỗ này, thích vui về cái chuyện kia, thì cái đấy là cái tâm lười biếng. Lười biếng nó khởi lên thì phải niệm về sự chết thì nó sẽ hết cái lười biếng. Niệm về sự chết là làm sao? Niệm về sự chết, sự sống sẽ chấm dứt trong cái chết, tức là trong tâm mình luôn luôn tưởng niệm sự sống này sẽ chấm dứt trong cái chết. Sự sống thì không có chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, chết. Cái niệm như vậy thì đó là niệm về sự chết. Lúc nào mà đây có ai lười không? Lười thì nhớ được cái niệm này, niệm nhớ cái câu này để mà niệm cho nó bớt lười đi ha. Sống này sẽ chấm dứt trong cái chết. Niệm cho đến khi nào nó kinh cảm được, đến khi nào mà cái tâm mình nó thức tỉnh lên. Khi mà cái tâm nó thức tỉnh ra rồi thì nó còn ưa thích cái gì đúng không? Thức tỉnh ra rồi thì nó còn lúc đấy mà cái tâm nó thức tỉnh ra rồi thì nó sẽ làm sạch. Nó chạy ngay vào chùa nó tu ha. Còn nó chưa chịu đi thì là nó đã thức chưa? Nó còn ngủ. Phải đánh thức nó lên, thức nó ngay. Tại sao có nhiều người người ta bây giờ người ta thích đi chơi bời, người ta không thích đến chùa tụ tập nghe pháp? Tại vì người ta đang nó chưa thức tỉnh cái này, chưa thức tỉnh về
này người ta lúc vậy, những cái người đấy thì người ta với cái tư tưởng người ta là sự sống này sẽ còn lâu dài, sự sống này rất là chắc chắn, cái chết còn lâu mới đến, ta còn lâu mới chết, ta còn sống, ta còn sống, còn sống, còn sống. Thế nên cái niệm nó ngược lại như vậy, cho nên là người ta nghĩ đến cái chuyện là phải đi chơi bời, phải đi kết mối giao du, phải làm ăn, phải lo toan cho công việc, lo toan cho sự nghiệp, lo toan cho thân mình, lo toan cho người khác, lo toan cho hiện tại, lo toan cho tương lai. Có nhiều cái lo toan phải không? Đấy là tại vì cái niệm của người ta nó là niệm theo cái pháp thế gian. Niệm tự chết để làm gì? Để kinh cảm tự chết mà tinh tấn hành thiền, không lãng phí thời gian. Kinh cảm tự chết. Bây giờ giữa làm tiền với lại hành thiền cái gì quan trọng hơn? Làm ra tiền với lại hành thiền cái gì quan trọng này? Bây giờ mình đi hành thiền cho nên mình không phải làm gì cả, có người mình sẽ giúp cho mình tất cả những trong cuộc sống mình, đầy đủ những cái vật dụng trong cuộc sống, mình có chịu không? Có chịu không đi hành thiền không? Có người sẽ giúp cho mình chú xứ này, có người giúp cho mình về vật thực này, y phục này, hàng tọa dược phẩm này, để cho mình chỉ chuyên tâm hành thiền thôi, mình có chịu đi không? Chị không? Đây có ai chị phải giơ tay lên. Đây gọi có 2 người giơ tay, còn 20 người không giơ tay nữa. Vậy là mình, vậy thì nếu ai mà chưa giơ tay phải về niệm chữ chết thế. Cho nó kinh cảm lên để cho nó nhàm chán. Nhàm chán cái sự đi kiếm tiền này. Vào hành thiền không chết đó, không chết rồi mà nó. Đừng lo xa. Cái gì? thực hành cái thiện pháp thì có những cái thiện nghiệp nó mạnh, nó trổ quả ngay lập tức. Cái người nào mà đi hành thiền nó sẽ có cái quả nó trổ ngay tức thì, nó trổ ngay lập tức luôn. Cho nên sẽ có người đến cúng dường nhìn xài nó tội gì không vào hành thiền, cứ phải đi lang thang ở đâu làm gì. Muốn giác ngộ sự thật thì phải niệm cái gì? Muốn giác ngộ, giác ngộ tứ thanh đế thì mọi người phải niệm cái gì? Vì đây phải niệm tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Có phải là có cái bài kinh tứ niệm xứ không? Ai mà đã học đạo pháp thấy bốn cơ sở quán niệm khiến chúng sinh thanh tịnh, diệt phiền não khổ ưu, thành tựu được chính trí và chứng ngộ niết bàn này. Niệm thân trên thiên, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp này. Đấy là bốn cái niệm xứ. Thế nào là niệm thân? Có niệm thân không? Thân là có một cái vị thiền sư, vị giai này, người ta niệm thân đấy. Vì các bạn cứ để tâm trên thân để niệm thân để nó đắc được đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vị còn viết hành ra một quyển sách để hướng dẫn cho người khác hành thiền cái kiểu này. Một sư trực tiếp gặp cái vị đấy luôn đấy, gặp cái vị đấy bên Phật giáo Nguyên Thủy luôn, thời hiện đại luôn. Thế là thấy có mấy cuốn sách để trên bàn mở ra đọc, bị dạy là phương pháp thiền tứ niệm xứ. Thứ nhất niệm thân, hãy để tâm ở trên thân và niệm thân, rồi vị ấy sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đúng không? Đúng với cái câu văn là niệm thân, thân quán niệm xứ không? Niệm thân là thực hành những đề mục liên quan đến thân, như là tứ đại, bốn đại thì nó có liên quan đến thân không? Phân tích 28 loại sắc pháp, đấy là niệm thân, tức là niệm tứ đại. Mình phân tích ra các cái sắc pháp, sắc uẩn này, thì đấy là niệm thân. Hoặc là niệm 32 thân phần cũng là niệm thân, niệm sắc chết, niệm chữ chết, niệm hơi thở vào ra. Thì những cái pháp này nó liên quan đến thân, thì nó là niệm thân. Thân quan niệm xứ. Thân, có phải là niệm thân thế này đủ không? Phải niệm thân, niệm cái nhân gì nó sinh ra cái thân này. Hay là tập khởi của thân, niệm đến cái sự đoạn diệt của cái thân, niệm đến sự con đường nào đưa đến sự đoạn diệt cái thân này, thì đó mới là niệm thân.
thế nào là niệm thọ này? Có phải là cái mình ngồi đây mà khi mà cái thân mình nó đau lên thì cứ niệm đau 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 đau, có phải là niệm thọ không? Thế bây giờ có nhiều cái pháp thiền thì lại niệm thọ này, niệm thọ để tâm niệm những cái cảm thọ ở trên thân, thì cái đấy nó có giống với niệm thân 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 không? Niệm thọ 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 thọ, niệm thọ là phải hành thiền minh sát, quan sát năm cái loại cảm thọ: thọ ý, thọ im, thọ khổ, thọ ngạc, thọ giả được sinh ra từ sự tiếp xúc sáu căn với sáu trần. Khi mà mắt mình mà tiếp xúc với cái cảnh sắc mà mình thích với cảnh đấy thì nó là thọ gì? Thọ hỷ. Mình mà ghét cảnh đấy thì nó thọ gì? Thọ yêu. Còn mình mà không ưa, không thích cái thọ cái cảnh đấy thì nó thọ gì? Thọ xả. Thế còn bây giờ ai không biết là làm sao nó sinh ra thọ khổ không? Có ai biết là khi nào mình sinh ra thọ khổ không? Khi mình bị người khác đánh có đau không? Đau, đấy là thọ khổ. Khi mà mình ngồi mà trời nó nóng quá thì cái khổ ấy nó thuộc về cái gì? Thuộc về thân. Chỉ có thân mới có thọ khổ đấy nhá. Thân nó mới có khổ. Còn đây bây giờ mình ngồi nó mát mẻ dễ chịu thế này thì nó là thọ gì? Thọ nạc. Cái thân thì nó chỉ có mỗi hai thọ thôi: khổ hoặc nạc. Đấy. Nó chỉ hôm nào mình ngủ thật ngon thì nó thọ gì? Thân mình nó được thọ nạc. Khi nào mà mình cảm thấy nó bị mà một cái bệnh đau đầu, đau răng thì nó thọ gì? Thọ khổ. Trên thân mình nó chỉ có hai cái đấy thôi. Còn trong tâm mình thì nó có ba cái này: hỷ, yêu, xả. Tâm mình nó có ba cái: hỷ, yêu, xả. Thân mình nó chỉ có hai cái: khổ và nạn. Thấy không? Thế bây giờ niệm thọ này, niệm thọ làm để làm gì? Niệm thọ để thấy được cái nhân sinh ra thọ, thấy được cái sự đoạn diệt của thọ, thấy được cái thọ này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Đấy, cho nên là khi mình vui mình phải thấy là tôi đang vui hay là khác. Đấy, thì lúc ấy nó có cái chấp ngã, mình mà chẳng có cái ai vui cả, cái vui đấy nó cũng chẳng có tự ngã. Đấy, nó cái vui này không phải là tôi không phải là cái vui này không ở trong tôi không ở trong cái vui này. Thì đấy mới là cái người mà niệm thọ để mà giác ngộ ra được cái sự thật. Cái buồn cũng vậy thế, tôi không phải là buồn này không phải là tôi. Thì cái yêu, cái hỉ, cái yêu, cái khổ, cái nạn nó đều thế cả. Cho nên là mình khi mà mình đã thấy được mọi cái vui, buồn, sướng, khổ nó không phải là của mình còn đi chạy theo nó nữa không? Chạy theo đi tìm kiếm nó. Còn bình thường thì làm sao mình cứ đi tìm kiếm nó. Tìm kiếm nó vì mình tưởng nó, mình có nó có mình. Thế nào là niệm tâm? Ai biết niệm tâm là cái gì không? Niệm tâm không? Niệm tâm là phải hành thiền minh sát, phân biệt các loại tâm thức: 89 tâm vương, 52 tâm sở. Do nhân duyên mà sinh nên, do nhân duyên mà diệt đi, thì đó mới là niệm tâm. Tâm, ví dụ bây giờ mình nhìn thấy ở trên bảng này, mình nhìn thấy cái hình sắc đấy thì là cái gì nó thấy? Cái gì thấy? Mắt mình nó thấy không? Con mắt mình nó có thấy không? Cái lúc mình ngủ ấy, xong người ta banh mắt ra mình cái gì đó trước mặt mình có nhìn thấy không? Không, cũng là con mắt, sao có lúc nó thấy, lúc nó không thấy. Tại vì cái lúc là nó có nhãn thức nó thấy, nó không có nhãn thức nó không thấy. Vậy cái thức, tức là niệm tâm, tức là tâm thức ấy, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Lúc mà mình ngủ mà có người bắn súng ở bên tai mình có nghe thấy không? Còn mình thức thì người ta thì hơi búng tay thì mình nghe thấy. Tại sao thế? Tại vì cái lúc ấy nó có tâm thức thì nó nhạy cảm với cái cảnh. Cái lúc mà nó không có tâm thức thì nó không nhạy cảm. Thì cái tâm thức nó rất là nhiều, các cái loại tâm thức nó chia ra thành 89 loại tâm. Và tâm thức thì nó đi kèm với các cái tâm sở, nên nó gọi là 89 tâm vương, 52 tâm sở. Và mình phân biệt được đây là tâm. Rồi mình phân biệt được nó có nhân, có duyên, nó sinh ra. Rồi có nhân, có duyên, nó diệt đi. Cho nên là cái tâm này không phải là tôi không phải là cái tâm này. Cái tâm này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì đó mới là niệm tâm. Từ cái niệm tâm đấy mới đi đến giác ngộ. Thế nào là niệm pháp?
niệm pháp. Niệm pháp, một pháp chúng sinh tồn tại nhờ vật thực. Tức là tất cả những cái pháp, ví dụ bây giờ mình mà niệm một cái pháp bán tán, tất cả chúng sinh tồn tại nhờ vật thực, thì đấy cũng là niệm pháp. Thì đấy chúng sinh ra làm cái đối tượng để niệm, niệm về cái danh sắc của họ. Hay là niệm về danh sắc là hai pháp, niệm về thọ, thọ khổ, thọ nạn, thọ giả, niệm về bốn sự thật, tứ thánh đế, niệm năm pháp là năm triền cái hoặc là năm thủ uẩn, niệm sáu pháp là sáu căn sáu trần, niệm bảy pháp là bảy tắc chi, niệm tám pháp là tám bát chánh đạo, chín pháp là chín hữu tình cư, mười pháp là mười thiện nghiệp. Đấy là cái niệm pháp. Niệm pháp tức là một cái pháp môn để tu tập, thì đấy gọi là niệm pháp. Nó có nhiều cái pháp môn để tu tập. Mình tu tập cái pháp môn gì thì đấy là mình đang niệm pháp. Ví dụ cái người mà đang phân biệt, đang tu cái gì đấy, tôi đang phân biệt danh sắc này, thì đấy là người đang niệm pháp. Tôi đang phân biệt các cái cảm thọ, thọ khổ, thọ nạn, cảm giác, thì đấy là niệm pháp. Đang quan chiếu, đang tu tập theo bốn sự thật này. Đang phân biệt năm uẩn hay là đang quan sát năm triền cái, cái đấy nó đều là niệm pháp. Tu tập một pháp môn gì thì đó đều là niệm pháp. Thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp. Hết. Chính cái chỗ mà cư trú của chúng sinh, cái chỗ cư trú cái này ở trong có cái bài kinh, trong trong kinh kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi Bộ có cái bài kinh này, các cái nơi cư trú của các loài hữu tình như này, chúng có những cái hữu tình mà thân đồng tưởng đồng, có những cái chúng hữu tình mà thân đồng tưởng dị, có những cái chúng hữu tình mà thân dị tưởng đồng, có những cái chúng hữu tình là thân với lại tâm nó đều như nhau hoặc nó không như nhau. Ví dụ như ở cõi người này, thân có giống nhau không? Cũng có mắt tai mũi lưỡi, thân giống nhau, mặt tâm có giống nhau không? Khi con người này thân tâm đều không giống nhau, có đàn ông có đàn bà khác nhau một trời một vực ha, đấy là thân dị nhá. Mặt tâm thì có người tâm thiện có người tâm bất thiện nhá, đấy là thân thân dị tưởng dị, tâm thân khác nhau mà tâm cũng khác nhau. Mà có những cái chúng sinh thì là tâm tâm với cái thân thì giống nhau mà tâm thì khác nhau. Đó là những cái chúng sinh ở các cái cõi như là các cõi thiên giới, thiên, các cái cõi phạm thiên, có những cái cõi thân giống nhau mà tâm khác nhau, có những cái cõi phạm thiên thì thân tâm đều giống nhau. Đấy, và liệt kê ra tương tự như vậy là liệt kê ra có chín, có chín cái những cái loài hữu tình như vậy, chín cái chỗ cư trú của hữu tình là như thế. Đấy là pháp về chánh niệm thì có rất là nhiều cái để niệm như vậy. Nhưng có cái pháp về niệm này thì cũng là cái pháp để tu tập cả cái pháp về thiền định nó cũng là chánh niệm. Một người đang thực hành pháp thiền định, người đó đang chánh niệm, đang thực hành thiền tuệ, người đó đang thực hành chánh niệm. Đấy. Còn những người nào không có cái pháp gì để tu thì chỉ có tà niệm không. Bài sau sẽ còn một cái chánh định nữa, sau này học cái chánh định nữa là hết bát chánh đạo. Mọi người hồi hướng đi đam mê phu nhân a sang.